Hi, Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn, những Hoa Sen đã quay trở lại đây. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp của N4. Và trước khi vào một ngữ pháp mới, chúng ta cùng nhau xem vào một ảnh. Hai cô nồi, mẹ tiệt là sai. Rồi, các bạn nhìn vào cái bức ảnh này thì đây là gì ta? Đúng rồi hả? Đây là Kai Sin. Và anh ấy đã bị sao ta? Đúng rồi, vẻ mặt anh ấy rất là buồn, đúng không? Rồi, có một người sếp ở đó nên là sao? Đúng rồi ha, thì anh ấy đã bị gì? Anh ấy đã bị bắt nghỉ việc, đúng không các bạn? Thì hôm nay chúng ta sẽ học một cái cấu trúc, đó là thể bị động sai khiến. Có nghĩa là gì? Cái người nói như thế nào? Có nghĩa là cái hành động đó người nói như thế nào? Không có gì? Không có muốn, đúng không các bạn? Ví dụ như cái anh người này, cái anh này, anh nhân viên công ty này, anh đã có muốn nghỉ việc không các bạn? Đúng rồi ha, anh ấy không muốn nghỉ việc. Nhưng mà anh ấy bị sao? Bị sếp của mình bắt nghỉ việc các bạn ha. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là Boku wa shigoto yame saserareta. Hay mỗi chữ đó thì các bạn sai. Boku wa shigoto yame saserareta là nghĩa sao các bạn? Câu này dịch là tôi đã bị gì? Bắt nghỉ việc, đúng không các bạn? Rồi để tìm hiểu rõ hơn cái mẫu cấu trúc là thể bị động sai khiến này thì chúng ta cùng nhau qua phần cấu trúc các bạn ha. Rồi cái thể bị động sai khiến này tiếng Nhật là shiekiuke mike. Hay shiekiuke mike là thể bị động sai khiến ha các bạn ha. Rồi cái ý nghĩa của nó là gì? Bị bắt làm cái gì đó. Ví dụ như hồi nãy mình có cái câu ví dụ là tôi đã bị bắt nghỉ việc, có nghĩa là cái người nói là gì? Không muốn nghỉ việc nhưng mà là sao? Đã bị ép buộc bắt nghỉ việc, đúng không các bạn? Boku wa shigoto yame saseretan desu ne. Hay. Rồi, cái cách dùng của nó là gì các bạn? Động từ thể sai khiến là gì? Biểu hiện ý khi là gì? Bị bắt một thực hiện một hành động nào đó mà sao? Người sao? Mà bản thân người nói không muốn thực hiện. Ví dụ như hồi nãy anh công ty, anh nhân viên công ty đó như thế nào? Không muốn nghỉ việc nhưng mà đã bị sếp mình bắt nghỉ việc, đúng không các bạn? Đúng rồi. Rồi để hiểu rõ hơn cái thể bị động sai khiến này, chúng ta cùng nhau đi qua cái cách chia của từng nhóm các bạn ha. Đầu tiên là nhóm số 1 thì chúng ta có chuyển từ thể từ điển ha các bạn ha. Thể được thì chúng ta chuyển sang thể bị động sai khiến, thì chúng ta sẽ có cái cách chuyển như sau. Thể được thì tính từ đuôi ư thì chúng ta sẽ chuyển sang là động từ đuôi ư ha các bạn ha. Thì chúng ta sẽ chuyển sang là đuôi a, động từ đuôi a và sa ra đề được hay đuôi a sa ra đề được in ska. Rồi cái mẫu rút gọn của sa ra đề được, động từ đuôi a sa ra đề được và rút gọn của nó là động từ đuôi a sa ra đề được in ska sa đề được sa ra đề được, thì chúng ta rút gọn lại có thể là nói là sa đề được. Rồi ví dụ như chúng ta sẽ có mẫu câu ví dụ là ya được là động từ thể được là thể từ điển, đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ chuyển thành là ya la sa ra đề được ya ra sarareru ii desu ka. Rồi mẫu rút gọn của nó là ya ra sarareru ya ra sarareru ii desu ka. Rồi you là nói, đúng không các bạn? Động từ thể từ điển ngắn thì chúng ta sẽ chuyển thành iwa sarareru iwa sarareru ii desu ka. Hay. Rồi cái rút gọn của iwa sarareru là iwa sarareru ii desu ka. Hay. Minasan mo ichido itte kudasai. Yaru. そうですね。やら、割られる。はい。言う、言わせられる。不合格なのは、言わされる。いいですか？はい、いいですね。次、chúng ta sẽ tiếp theo cái nhóm động từ nhóm 2 ha các bạn ha. Rồi, nhóm 2 thì chúng ta sẽ có là về được. Bình thường ha, thì chúng ta sẽ chuyển thành させられる。いいですか？về được.Sa se ra đề được là động từ thể điển, chúng ta chỉ cần chuyển sang là sa se ra đề được thì chúng ta sẽ có mẫu câu là ta be được, thì chúng ta sẽ có gì nào các bạn? Đúng rồi, chúng ta sẽ có là ta be sa se ra đề được. Hay desu ka? Mochi do te kudasai. Ta be được. Ta be sa se ra đề được. Ii desu ka? Hay tsugi wa miru. Miru thì chúng ta cũng phải chuyển là mi sa se ra đề được. Hay mochi do te kudasai. Mi sa se ra đề được.Đi desu ka? Hay đi desu ne? Rồi, cuối cùng là động từ nhóm 3 là gồm có suru và kuru. Thì suru thì chúng ta sẽ chuyển thành sase rareru. Đi desu ka? Kuru thì chúng ta sẽ chuyển thành kosase rareru. Đi desu ne? Hay, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một câu ví dụ của nó là undo suru. Thì chúng ta sẽ có là undo sase rareru. Đi desu ka? Undo suru. Undo sase rareru. Mottekuru.Motte kuru thì chúng ta sẽ chuyển thành motte kosase rareru. Motte kosase rareru. Ii desu ka? Hay ii desu ne?
Rồi. Để hiểu hơn nữa thì chúng ta cùng nhau đi vào một câu ví dụ. Thì cái sao ta? Ừ. Tôi đã về cái đứa bé này nói như thế nào ta? Người con này nói là gì? Ừ, mỗi ngày là gì? Mẹ đều gì? Mỗi ngày gì đều bắt ăn rau đúng không? Mẹ tôi đều bắt gì? Ăn rau đúng không các bạn? Là có nghĩa là gì? Người nói như thế nào, cái người đứa bé này nói như thế nào ta? Bản thân người nói là gì? Không muốn thực hiện cái hành động đó là gì? Hành động ăn rau đúng không các bạn? Nên là sao? Mỗi ngày mẹ đều bắt cái người con này ăn rau đúng không các bạn? Rồi thì chúng ta sẽ có mẫu câu là boku wa mainichi yasai o tabe saserarete imasu. Mỗi ngày đều vậy, tôi mỗi ngày đều bị bắt ăn rau đúng không các bạn? Hay môi trường rồi thì là sai. Boku wa mainichi yasai o tabe saserarete iru. Iru desu ka? Hay iru desu ne. Hay tsugi. Hay kuno yame te kudasai. Rồi đây là một cái bạn học sinh ha. Thì bạn đó sao? Bị gì? Bị thầy giáo thể dục của mình là mỗi ngày như thế nào, bị bắt gì mỗi ngày đều phải chạy gì 2 km. Thì cái người này nói kể lại cho một người bạn của mình nghe là gì? Ừ, tôi sao, tôi mỗi ngày đều bị bắt gì chạy 2 km luôn các bạn. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào? Boku wa mainichi 2 km hashira serarete iru. Hai môi trường đổi tiệc là Boku wa mainichi 2 km hashira serarete iru. Hay iru desu ka? Iru desu ne. Rồi các bạn đã hiểu rõ hơn một chút nào về cái mẫu thầy bị động sai khiến này chưa nào? Có nghĩa là gì? Người nói bị ép buộc làm một cái gì đó hả các bạn ha? Bị bắt làm cái gì đó. Idiska. Hai. Idiska. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để củng cố cái mẫu thầy bị động sai khiến này thì mình có để cái link bài tập ở phía dưới. Và nếu bạn nào có bất kỳ cái thắc mắc gì thì các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Nhật ngữ Hoa Sen. Và nếu bạn nào đạt được 100 điểm của phần bài tập thì bạn đó sẽ được một điểm tích lũy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mata kodo negai shimasu.